Ba loại nước hại thận khủng khiếp. Tuyệt đối các bạn không được uống và phải tránh xa ba loại nước sau đây. Thứ nhất là một loại nước chứa rất nhiều phosphor, mà thận có vai trò bài tiết phosphor ra khỏi cơ thể. Lượng phosphor quá lớn và tích trữ quá nhiều sẽ làm tổn thương vỏ thận và ống tủy, và đó chính là nước trà đặc. Loại nước thứ hai có chứa rất nhiều đường so với lượng đường cơ thể cần. Nếu hấp thụ nhiều đường như vậy sẽ gây ra các bệnh chuyển hóa. Đường glucose sẽ làm tăng mức độ axit uric, đẩy nhanh nguy cơ béo phì, sỏi thận và tiểu đường, và đó chính là trà sữa. Loại nước thứ ba đó là nước ngọt. Em có một người bạn thân đang làm tại nhà máy sản xuất nước ngọt. Và công nhân ở đây họ cũng như vậy, họ không bao giờ dám uống nước ngọt. Vì nước ngọt không được làm từ trái cây tươi nên rất dễ bị hư hỏng. Muốn nó không hư thì cần phải bỏ vào đó là chất tạo màu và chất tạo mùi, chất bảo quản và các chất phụ gia khác. Những chất phụ gia này sẽ lắng đọng tại thận và không bài tiết được ra ngoài, gây nên những bệnh sỏi thận và những bệnh khác. Nếu bạn đang uống những loại nước này thì hãy bỏ ngay đi nhé, để bảo vệ thận của mình các bạn nhé.